Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn claim từ 5 tỷ đến 10 tỷ token BRT các bạn. Thì claim này thì các bạn sẽ nhận từ 5 tỷ đến 10 tỷ legendum các bạn. Các bạn may mắn thì các bạn sẽ nhận được 10 tỷ token các bạn. Còn không may mắn thì sẽ nhận được 5 tỷ token các bạn từ sàn BRSwap Palancy nha các bạn. Thì cái sàn này nó cũng tương tự như cái sàn là như sàn BankakeSwap thôi bạn. Hiện tại con này nó trong vì sàn mới nó có cho trong chương trình bán hàng phi sale giá xe phi này bạn, thì các bạn sẽ mua được không mua từ 0.004 BNB hoặc là mát BNB các bạn, mát là 50 BNB thì một BNB sẽ được 50 tỷ tốc cần rồi các bạn. Rồi thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả của mình, các bạn copy một cái link mình để phần link mô tả nha bạn, link sàn. Thì điều kiện con này thì các bạn cần phải có khoảng 0.001 BNB các bạn, khoảng 1 đô các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn vào mục draft nè các bạn. Rồi các bạn dán vào cái trình duyệt ký trúc của draft của mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ nha tất cả các bạn. Sau khi bạn bấm nút gỡ, các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi bạn bấm vào Connect nha các bạn. Đây thì các bạn nào xài MetaMask thì kết nối MetaMask nha các bạn. Mình Chocolate thì kết nối Chocolate nha các bạn. Có nhiều hỗ trợ cho nhiều ấy, Sofiban là nhiều ví nè các bạn. Ví tất cả một cách nè. Mình thì Chocolate thì bấm vào Chocolate. Rồi sau đó mình nó hiện ra địa chỉ này là mình sẽ Connect thành công nha các bạn. Rồi thì các bạn nhiệm vụ thì các bạn thì vô đây các bạn follow Twitter rồi retweet cho Binbot nha các bạn. Và follow Telegram để theo dõi thông tin của dán mà. Rồi thì các bạn nào muốn mua VSL thì bấm số lượng BNB của tất cả các bạn vào, bạn bấm buy nha các bạn thì tự động nó sẽ di dí nha các bạn. Còn bạn nào muốn chơi Bri, Claim Bri thì bạn bấm vào mục Claim Bri nè các bạn. Sau đó mình sẽ tốn một chút xí ga các bạn. Mình sẽ tốn là 0.001 BNB có khoảng 2 đô nha các bạn. Phí mạng với ga gì cao với ta. Rồi các bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nạp vào. Rồi ok các bạn, như vậy là mình đã qua. Rồi các bạn copy con chắc cái phần link mô tả của mình qua với chút với các bạn dán vào người ta các bạn. Cái lớp. Để mình qua cái chút của mình kiểm tra về chưa nha các bạn. Và mình cũng đã về được 10.000 tốc cần các bạn. Nó chịu phí là còn có 9.000 mấy tốc cần BRT nè các bạn. Thì các bạn copy con chắc cái phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn add vào nha các bạn. Để mình coi bằng trong đây nè, bằng cho nhiều tìm kiếm nè các bạn. Hiện tại con này nó trong chương trình bán hàng giá xe phi nha các bạn. Rồi được 9.000 mấy nha các bạn. Rồi để mình qua mình cái sàn nó coi nó list sàn nào chưa, nó có cho swap chứ các bạn, coi giá thì bao nhiêu các bạn. Đây mình add contract của nó vào nha các bạn. Này tôi cần của sàn các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào ADD nè các bạn. Các bạn add vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt up vào. Các bạn chuyển lại nè các bạn. Các bạn chọn tốc cần của nó nè các bạn. Sàn này nó cũng tương tự như cái sàn Uniswap thôi các bạn. 0.005 BNB. Con này vậy hiện tại nó trong chương trình bán hàng VSL các bạn, nó chưa cho mình giao dịch. Sau này nó cho mình giao dịch mình sẽ làm một cái video thông báo cho các bạn nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn sự claim được 10.000 tốc cần BRT đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.